Chào bà con ngư dân thân mến, em là người sáng lập kênh YouTube điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc. Kênh YouTube này thành lập ra là muốn chia sẻ những giá trị về ngành điện tử hàng hải cho bà con ngư dân của mình biết về đánh bắt thông qua internet luôn, chứ không cần phải đến cửa hàng. Thứ nhất là kênh của em làm ra là hướng dẫn sử dụng những dòng máy mới cho có trên thị trường cho bà con thể thao tác được trên kênh YouTube luôn. Thứ hai là em có thể chia sẻ những cái vấn đề về những bệnh thường gặp khi bà con gặp khúc mắc ở trên biển. Bà con có thể xem những video của em, bà con có thể xử lý được tại biển luôn, không cần vào đất liền nha bà con. Nếu như bà con vào đất liền mà có thể lỡ một chuyến biển, lúc đó bạn bè phí tổn của bà con sẽ bị hao hụt ha. Bà con có thể theo dõi trên đó, trên video của em luôn, bà con khắc phục được thì bà con khắc phục. Rồi bà con sử dụng hết chuyến biển mà con vô bà con sửa cũng vẫn được. Thứ ba là em cung cấp những sản phẩm bà con cần ha, là những sản phẩm về điện tử hàng hải, giống như máy bảo đảm, máy định vị, máy nhận dạng AIS, phao nhận dạng AIS, nguồn đó, những linh kiện linh tinh em đều có hết, dây nguồn, ống dòm, rồi tất cả các thứ em đều có hết bên ngành điện tử hàng hải. Đặc biệt em cung cấp bên tàu biển đó nha bà con, tàu cá mình đó. Đầy đủ những thông tin như vậy, như bà con hãy đăng ký kênh của em, nhấn vào cái chuông, nhấn vào chữ đăng ký có phải màn hình, ủng hộ cho em có những động lực em làm những video tiếp theo cho bà con mình xem như thế nào nha. Đó, rồi video của em tới đây thôi, xin chào bà con. Rồi đặc biệt hơn nữa, bà con muốn mua hàng cứ liên hệ với em nha, số điện thoại là 0948909941. Thôi, xin chào. Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc xin chào bà con ngư dân kính mến nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho bà con các cách khắc phục là cái máy nhận dạng HKB358A không báo va chạm tàu của bà con. Ví dụ như tàu chạy gần mình mà cái máy không báo đó bà con, thì chỉ cái này một á, là trường hợp này á, là bà con nên kiểm tra lại âm lượng. Thứ nhất bà con nhắn phím nguồn này, nhắn rồi buông ra nè, bà con thấy không? Rồi bà con lên xuống nè, coi thử âm lượng mình còn không. Hai bà con tắt âm lượng rồi thì bà con nhắn phím nó sẽ không nghe tiếng báo, không nghe tít, bà con thấy không nè. Đó bà con, thứ nhất bà con kiểm tra âm lượng thử còn không, bà con âm lượng mà con xuống hết rồi phải không, bà con lên âm lượng lại đó, bà con âm lượng lại mà nghe tiếng tít thì xác định là cái lo mình còn, là mình đã cài đặt sai nha. Rồi bà con thoát ra, bấm menu. Bà con vô AIS ha, bà con bấm enter. Vô cài đặt AIS, bà con bấm enter. Bà con thấy không? Chữ báo động va, bà con thấy không? Không báo động, báo động va là bà con coi thử bà con có tắt hay không. Bà con mở gì nó mới báo nha, nếu bà con tắt là không bao giờ báo va động, báo động va chạm được. Trường hợp bà con tắt như vậy là hai tàu chạy gần nó cũng không báo, mà cái điểm nào gần cũng không báo, tức là không báo gì hết đó, là không, là bà không báo va chạm tàu gì hết, nên bà con hãy nhớ vấn đề này nha. Nếu trường hợp mà hai mà bà con có những cái tàu gần bà con mà không báo là bà con nên nghiên cứu, bà con kiểm tra là, thứ nhất là kiểm tra loa, bà con nhắn phím còn nghe tít không, nếu nhắn phím còn nghe tít thì chắc ăn nó sẽ hư, nó sẽ bà con sẽ bấm vô cái chế độ này bà con tắt mất tiêu rồi. Đó, bà con kiểm tra lại sơ bộ cho em nha, đơn giản vậy thôi. Rồi em làm lại cho bà con cái một cái nữa nha. Thì bà con ấn menu, vô AIS, hàng đầu tiên bà con bấm enter. Bà con kéo xuống hàng đầu tiên luôn, bấm enter. Kéo xuống hàng cuối cùng. Nhà con thấy không? Đó. Mở lên. Là sẽ báo. Bà con thấy không? Đây là cái chỉ số 2 lý. Khi cái tàu nào cách bà con 2 lý là sẽ báo. Còn bà con nếu như bà con chỉnh thấp hơn cũng được, 1 lý cũng được, vài trăm số cũng được. Cái đó là do bà con muốn chỉnh thì bà con chỉnh. Đó đây, bà con kéo con chỗ qua, bà con chỉnh. Bấm enter bà con chỉnh. Đó, 1 lý, 2 lý gì đó, tùy theo bà con. Đó, con muốn chỉnh thì bà con chỉnh. Hay là bà con muốn chỉnh phút, bao nhiêu phút nó báo đó, tùy theo bà con. Rồi cái video tới đây thôi, xin chào bà con nha. Bà con xem video của em, bà con nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em nha. Rồi xin chào bà con.